Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Đầu năm Canh Tý 2020, ba con giáp được thần tài xông đất ngồi rung đùi cùng quắc tiền dụng về chật túi. Là trong cái năm Canh Tý 2020 này, được dự báo sẽ có ba con giáp giàu có ngồi không, may mắn cũng tìm tới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đó là những con giáp nào. Thứ nhất là tuổi Dậu. Tử vi của người tuổi Dậu cho biết là hầu hết những người cầm tinh con gà đều có cái vận số khổ trước sướng sau. Họ thấu hiểu có lao động thì mới có hạnh phúc. Dù vậy mà trong năm 2020 này chỉ ngồi không thôi thì tài lộc vận may cũng đã tìm đến với con giáp này, đặc biệt là những công việc liên quan đến ký kết hợp đồng, họ sẽ nhanh chóng có được cái khoản thu ngoài mong đợi. Và không chỉ vậy thì trong tình cảm, người độc thân có nhiều khả năng gặp được người như ý, tình duyên thắm nồng. Con giáp thứ hai là tuổi Tý. Trời sinh tuổi Tý vốn rất giỏi kiếm tiền lại thông minh, trong năm 2020 thì họ như chuột sa chín gạo, gặp thời thế mà phất lên như diều gặp gió, tiền bạc vào túi họ nhẹ nhàng bất ngờ, chuyện gì cũng thuận lợi. Đường tình duyên của người tuổi Tý cũng cực kỳ thuận lợi vì được sao tốt phượng cát nâng bức, các cặp đôi sẽ nhanh chóng tiến tới hôn nhân và người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng và tìm được một nửa lý tưởng của mình. Con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Hợi. Thì sau một năm chật vật với nhiều khó khăn và gian nan do sao Thái Tuế đem lại thì bước sang năm 2020 Canh Tý này thì mọi chuyện sẽ được thay đổi hoàn toàn. Chính ấn nhập cung là điềm báo lành đối với tuổi Hợi. Họ sẽ có nhiều bước đột phá vào đầu năm 2020, thăng quan tiến chức lớn. Tuy tài lộc không quá dư giả nhưng đường công danh lại rạng rỡ, thông thoáng. Đây chính là cái điểm sáng của họ so với năm ngoái đầy gian nan. Và thu nhập tuổi Hợi năm nay chủ yếu từ công việc chính, những mối đầu tư ngoài luồng không có nhiều. Vì vậy mà năm nay bạn không nên đầu tư quá nhiều vốn liếng cho những cái dự án kinh doanh không đảm bảo. Chỉ nên tập trung vào cái công việc chính để củng cố cái vị trí trước đó của mình. Một cái tin vui cho con giáp tuổi Hợi nữa trong năm 2020 này chính là đường tình duyên của bạn cũng nở rộ. Nhờ bách việt chợ đào hoa nên những người độc thân sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình vào cái lúc mà bạn không ngờ nhất. Người có cặp có đôi thì cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Quý vị thân mến, vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp cực kỳ may mắn trong đầu năm Canh Tý 2020 này. Ba con giáp này được thần tài trong đất cho nên sẽ gặp nhiều may mắn. Chúc mừng ba con giáp này. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.